Đầu từ tuần này, các con sẽ sang một chủ điểm mới, chủ điểm những người quả cảm. Các con ạ, trong cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm, có rất nhiều những con người quả cảm mà sự hy sinh của họ mãi sáng ngời trong bao lời hát, câu thơ đã tạc vào lịch sử oai hùng của dân tộc Việt Nam. Đó là những thiếu niên anh dũng đã tham gia cách mạng khi còn nhỏ tuổi như anh Kim Đồng. Đó là chị Võ Thị Sáu đã anh dũng hy sinh khi mới tròn 19 tuổi. Đó là anh hùng Nguyễn Văn Trỗi, cái chết của anh đã hóa thành bất tử trong lời thơ của Tố Hữu. Anh đã chết rồi, anh còn sống mãi, chết như sống, anh hùng vĩ đại. Đó là Nguyễn Bá Ngọc, cậu học sinh chăm ngoan, lấy thân mình che đạn cho các em nhỏ. Anh đã hy sinh khi mới 14 tuổi. Và còn biết bao những con người quả cảm luôn chiến đấu bảo vệ lẽ phải, bảo vệ chân lý, chiến đấu vì một cuộc sống tốt đẹp, công bằng, văn minh mà các con sẽ được học trong chủ điểm này. Bài tập đọc mở đầu chủ điểm ngày hôm nay có gì đặc biệt? Lòng quả cảm được thể hiện như thế nào? Cô và các con sẽ cùng nhau tìm hiểu qua bài học Khuất phục tên cướp biển của tác giả Stevenson. Cô mời các con mở sách giáo khoa trang 66 nào. Các con ạ, tác giả Stevenson sinh năm 1850, mất năm 1894. Ông là nhà văn Anh nổi tiếng thế giới với một sự nghiệp văn học đồ sộ. Đông đảo quần chúng nhớ tới ông với các tác phẩm như Mũi tên đen, Bác sĩ J.Q. và Ông Hai, Hành trình của Robert Louis Stevenson. Trong đó, nổi tiếng nhất là tác phẩm Đảo Dấu Vàng và bài học Khuất phục tên cướp biển là một đoạn trích nội dung trong tác phẩm đó. Bài học của chúng ta ngày hôm nay gồm có 3 phần: luyện đọc, tìm hiểu bài và luyện đọc hay. Để giúp các con đọc đúng và trôi chảy bài tập đọc này, cô trò chúng mình sẽ cùng đến với hoạt động thứ nhất, luyện đọc. Bây giờ, các con hãy lắng nghe cô đọc bài và nhớ đọc thầm theo cô nhé. Khuất phục tên cướp biển. Tên chúa tàu ấy cao lớn, vạm vỡ, da lưng sạm như gạch nung. Trên má hắn có một vết sẹo chém dọc xuống, trắng bệch. Hắn uống lắm rượu đến nỗi, nhiều đêm như lên cơn loạn óc, ngồi hát những bài ca man dợ. Một lần, bác sĩ Ly, một người nổi tiếng nhân từ, đến thăm bệnh cho ông chủ quán trọ. Tên chúa tàu lúc ấy đang ê a bài hát cũ. Hát xong, hắn quen lệ đập tay xuống bàn, quát mọi người im. Ai nấy nín thít. Riêng bác sĩ vẫn ôn tồn giảng cho ông chủ quán trọ cách trị bệnh. Chúa tàu trừng mắt nhìn bác sĩ, quát: có câm mồm không? Bác sĩ điềm tĩnh hỏi: anh bảo tôi phải không? Khi tên chúa tàu cục cằn bảo: phải. Bác sĩ nói: anh cứ uống rượu mãi như thế thì đến phải tống anh đi nơi khác. Cơn tức giận của tên cướp thật dữ dội. Hắn đứng phát dậy, rút soạt dao ra, lăm lăm trực đâm. Bác sĩ Ly vẫn dõng dạc và quả quyết: nếu anh không cất dao, tôi quyết làm cho anh bị treo cổ trong phiên tòa sắp tới. Chồng bác sĩ lúc này với gã kia thật khác nhau một trời một vực. Một đằng thì đức độ hiền từ mà nghiêm nghị, một đằng thì nanh ác, hung hăng như con thú dữ nhốt chuồng. Hai người gườm gườm nhìn nhau. Rốt cục, tên cướp biển cúi gằm mặt, cha dao vào, ngồi xuống, lảo bảo trong cổ họng. Một lát sau, bác sĩ lên ngựa. Từ đêm ấy, tên chúa tàu im như thóc. Theo Stevenson. Bây giờ, cô cho mình cùng đọc phần chú giải trong sách giáo khoa nhé. Nín thít có nghĩa là im bặt. Gườm gườm là nhìn thẳng vào người nào đó, mắt không chớp với vẻ giận dữ, đe dọa. Lầu bầu là nói nhỏ trong miệng, tỏ vẻ bực dọc, khó chịu. Ngoài ra, cô giải thích thêm với các con từ hung hãn là sẵn sàng gây tai họa cho người khác bằng hành động tàn ác và thô bạo. Để thuận tiện cho việc tìm hiểu bài, cô sẽ chia bài này thành 3 đoạn.
Đoạn thứ nhất từ tên chúa tàu cho đến man dợ. Đoạn thứ hai từ một lần cho đến phiên tòa sắp tới. Và đoạn thứ ba là phần còn lại. Các con hãy đánh dấu ba đoạn của bài nhé. Trong bài có một số từ các con cần lưu ý để đọc cho đúng. Các con cùng đọc to theo cô nào. Nín thít, quả quyết, rượu. Ngoài những từ khó, các con cần lưu ý ngắt hơi ở một số câu văn khi đọc. Các con cùng đọc thầm và lắng nghe xem mình vừa ngắt hơi ở đâu. Ngắt hơi như vậy đã hợp lý chưa nhé? Cô cũng có một gợi ý như sau. Các con hãy đọc lại các câu văn này cùng cô nào. Hắn uống lắm rượu đến nỗi, nhiều đêm như lên cơn loạn óc, ngồi hát những bài ca man dợ. Chồng bác sĩ lúc này với gã kia, thật khác nhau một trời một vực. Bây giờ là thời gian để các con đọc thầm lại bài tập đọc này một lần nữa nhé. Vậy là cô và các con vừa hoàn thành phần luyện đọc. Để có thể đọc được hay bài tập đọc này, các con cần phải hiểu rõ được nội dung và các tình tiết ly kỳ của câu chuyện. Bây giờ chúng mình cùng sang phần tìm hiểu bài nhé. Câu chuyện đã kể lại cuộc đối đầu kịch tính và cam go giữa hai nhân vật, đó chính là bác sĩ Ly và tên chúa tàu, hay chính là tên cướp biển. Các con biết không, từ lúc con người căng buồm ra khơi, cướp biển cũng đã xuất hiện. Chúng trông thật dữ tợn và thường xuyên cướp bóc của cải hàng hóa trên tàu. Vậy còn tên cướp trong bài, tác giả đã dùng những từ ngữ nào miêu tả để thấy được sự hung dữ của hắn? Các con cùng đọc cho cô đoạn 1 và trả lời cho cô nhé. Đọc kỹ đoạn 1, các con có thể thấy tác giả Stevenson đã miêu tả ngoại hình của tên cướp biển bằng những chi tiết tiêu biểu và đắt giá. Vết sẹo chém dọc xuống trắng bệch, uống lắm rượu, lên cơn loạn óc, hát những bài ca man dợ.
Trên khuôn mặt tên cướp biển, một vết sẹo chém dọc xuống trải qua mưa nắng, trở nên trắng bệch vô cùng đáng sợ. Vết sẹo ấy như minh chứng về những năm tháng lênh đênh trên biển với những cuộc tranh giành cướp bóc dữ dội mà chỉ thoáng nghĩ đến thôi, nhiều người đã phải rùng mình khiếp sợ. Cuộc sống của tên chúa tàu không bao giờ biết sợ hãi ấy thực ra là một chuỗi ngày dài luẩn quẩn bế tắc, chìm trong sự tàn sát man dợ, say sưa trong men rượu. Thứ chất kích thích đó đã đầu độc cả thể chất và trí óc của hắn. Như bao đêm trước, đêm nay hắn cũng ngồi đó, uống rượu và hát những bài ca man dợ. Vậy các con có biết bài ca man dợ là như thế nào không? Các con ạ, bài ca man dợ là bài hát có nội dung và âm điệu gợi cảnh tượng dã man, tàn bạo. Như vậy, chỉ bằng một vài chi tiết ngoại hình, hoạt động tiêu biểu, tác giả đã phác họa nên sự hung hãn của tên chúa tàu đã khiến cho mọi người khiếp sợ. Vậy tính hung hãn của tên chúa tàu đã được thể hiện qua những chi tiết nào? Các con cùng đọc cho cô đoạn 2 và trả lời cho cô nhé. Đó là các chi tiết. Tên chúa tàu đập tay xuống bàn, quát mọi người im. Thô bảo quát bác sĩ Ly. Có câm mồm không? Hắn đáp lời cục cằn. Phải. Hắn rút soạt dao ra, lăm lăm trực đâm bác sĩ Ly. Nhìn vào sơ đồ chuỗi hành động của tên cướp, chúng ta thấy ngay được sự hung hãn điên loạn của hắn. Hắn có thể bất ngờ nổi cơn thịnh nộ và quen lối ra tay chém giết kẻ yếu bất cứ lúc nào. Trước thái độ cục cằn, hung hãn của tên cướp biển, những người xung quanh có biểu hiện như thế nào? Mọi người đều nín thít. Như vậy, hành động của tên cướp biển đã làm cho mọi người lo lắng, sợ hãi. Và chính sự sợ hãi đó đã làm cho tên cướp càng được đà tác oai tác quái, bày trò ngang ngược, không coi ai ra gì. Mọi người thì như vậy, thế còn bác sĩ Ly thì sao? Ông vẫn ôn tồn giảng giải cho chủ quán trọ cách trị bệnh. Điềm tĩnh khi hỏi lại hắn, anh bảo tôi phải không? Cảnh cáo sẽ tống cổ tên cướp đi nơi khác. Rồi ông dõng dạc và quả quyết. Nếu anh không cất dao, tôi quyết làm cho anh bị treo cổ trong phiên tòa sắp tới. Vậy những lời nói và cử chỉ ấy của bác sĩ Ly cho thấy ông là người như thế nào? Những lời nói và cử chỉ đó cho thấy ông là người rất dũng cảm. Dám đối đầu chống lại cái xấu, cái ác, bất chấp nguy hiểm. Không những thế, ông còn là người nhân từ, điềm đạm ngay cả lúc ông đang gặp hiểm nguy. Vẫn làm tốt vai trò của người thầy thuốc chuyên tâm với việc chữa bệnh cứu người. Như vậy, qua đây các con thấy, trái ngược tên chúa tàu với vẻ mặt đáng sợ, lời nói thì cục cằn, hành động thì hung dữ, là một bác sĩ Ly đã dũng cảm với thái độ điềm tĩnh, lời nói dõng dạc, ông đã khiến cho tên cướp tức tối đến phát điên. Hắn chĩa dao về phía bác sĩ Ly với ánh mắt gườm gườm đe dọa. Đó là một tình cảnh cực kỳ nguy hiểm đối với bác sĩ. Đúng là một cuộc đối đầu sinh tử khiến người ta nghẹt thở. Vậy kết quả của cuộc đối đầu này như thế nào? Chúng ta cùng nhau tìm hiểu đoạn cuối bài. Các con đọc thầm đoạn 3 và tìm cho cô. Cặp câu nào trong bài khắc họa hai hình ảnh đối nghịch nhau của bác sĩ Ly và tên cướp biển?
đó là: một đằng thì đức độ hiền từ mà nghiêm nghị, một đằng thì nanh ác hung hăng như con thú dữ nhốt chuồng. Hình ảnh đối nghịch này một lần nữa lại cho chúng ta thấy sức mạnh tinh thần của chính nghĩa và lòng quả cảm có thể làm cho đối thủ hung hãn phải khiếp sợ và khuất phục. Đây cũng là một gợi ý để giúp các con tìm đáp án đúng trong câu hỏi dưới đây. Vì sao bác sĩ Lee khuất phục được tên cướp biển hung hãn? A. Vì bác sĩ khỏe hơn tên cướp biển. B. Vì bác sĩ dọa đưa tên cướp biển ra tòa. C. Vì bác sĩ bình tĩnh và cương quyết bảo vệ lẽ phải. Các con hãy chọn ý trả lời trong các ý trên. Cô tin chắc rằng các con đều lựa chọn đáp án C giống cô, và chúng mình cùng đọc lại đáp án của câu hỏi này nhé. Bác sĩ Lee khuất phục được tên cướp biển hung hãn vì bác sĩ bình tĩnh và cương quyết bảo vệ lẽ phải. Tên cướp biển bị khuất phục trước bác sĩ Lee cũng có thể hắn sợ bị đưa ra tòa và phải đối mặt với án treo cổ. Nhưng theo cô ở đây, hắn bị khuất phục bởi sức mạnh tinh thần và lòng quả cảm của bác sĩ. Với sự dũng cảm, bình tĩnh, cương quyết bảo vệ lẽ phải, bác sĩ Lee đã khuất phục được tên cướp biển. Như vậy, chính nghĩa đã chiến thắng sự hung ác, bạo ngược, và đây cũng là nội dung chính của bài học ngày hôm nay. Ca ngợi hành động dũng cảm của bác sĩ Lee trong cuộc đối đầu với tên cướp biển hung hãn. Ca ngợi sức mạnh chính nghĩa chiến thắng sự hung ác, bạo ngược. Các con hãy viết nội dung bài vào vở của mình nhé. Vừa rồi, các con đã hiểu được nội dung bài. Bây giờ, cô cho mình cùng luyện đọc thật hay bài tập đọc này nhé. Để giúp người nghe thấy được hành động dũng cảm của bác sĩ Lee trong cuộc đối đầu với tên cướp biển hung hãn, chúng ta nên đọc bài với giọng như thế nào? Vì đây là cuộc đối đầu cam go, kịch tính giữa hai nhân vật, nên khi đọc, chúng ta cần đọc với giọng rõ ràng, dứt khoát, gấp gáp dần theo diễn biến của câu chuyện. Đặc biệt, các con cần lưu ý giọng của từng nhân vật. Lời tên cướp thể hiện sự cục cằn, hung dữ. Lời bác sĩ Lee điềm tĩnh nhưng kiên quyết, đầy sức thuyết phục. Khi đọc hai câu hỏi của tên cướp và bác sĩ Lee, các con cần lên giọng ở cuối câu. Ngoài ra, chúng ta cần nhấn giọng ở những từ ngữ miêu tả vẻ hung dữ của tên cướp và vẻ oai nghiêm của bác sĩ. Các con hãy tìm những từ ngữ cần nhấn giọng trong bài tập đọc nhé. Thank you.
các con tham khảo gợi ý của cô và bổ sung vào bài của mình. Các con hãy lắng nghe cô đọc lại toàn bài nhé. Khuất phục tên cướp biển. Tên chúa tàu ấy cao lớn, vạm vỡ, da lưng sạm như gạch nung. Trên má hắn có một vết sẹo chém dọc xuống trắng bệch. Hắn uống lắm rượu đến nỗi nhiều đêm như lên cơn loạn óc, ngồi hát những bài ca man dợ. Một lần, bác sĩ Lee, một người nổi tiếng nhân từ, đến thăm bệnh cho ông chủ quán trọ. Tên chúa tàu lúc ấy đang ê a bài hát cũ. Hát xong, hắn quen lệ đập tay xuống bàn, quát mọi người im. Ai nấy nín thít. Riêng bác sĩ vẫn ôn tồn giảng cho ông chủ quán trọ cách trị bệnh. Chúa tàu trừng mắt nhìn bác sĩ, quát: "Có câm mồm không?" Bác sĩ điềm tĩnh hỏi: "Anh bảo tôi phải không?" Khi tên chúa tàu cục cằn bảo: "Phải." Bác sĩ nói: "Anh cứ uống rượu mãi như thế thì đến phải tống anh đi nơi khác." Cơn tức giận của tên cướp thật dữ dội. Hắn đứng phát dậy, rút soạt dao ra, lăm lăm trực đâm. Bác sĩ Ly vẫn dõng dạc và quả quyết: "Nếu anh không cất dao, tôi quyết làm cho anh bị treo cổ trong phiên tòa sắp tới." Trông bác sĩ lúc này với gã kia thật khác nhau một trời một vực. Một đằng thì đức độ, hiền từ mà nghiêm nghị. Một đằng thì nanh ác, hung hăng như con thú dữ nhốt chuồng. Hai người gườm gườm nhìn nhau. Rốt cục, tên cướp biển cúi gằm mặt, cha dao vào, ngồi xuống làu bàu trong cổ họng. Một lát sau, bác sĩ lên ngựa. Từ đêm ấy, tên chúa tàu im như thóc. Cô mong rằng bạn nào cũng sẽ luyện đọc thật hay một đoạn trong bài mà các con thích nhé. Các con ạ, trong thực tế cuộc sống hôm nay của chúng ta, có rất nhiều những con người quả cảm. Họ là những ai? Cô mời các con cùng theo dõi những chiến binh quả cảm giữa đời thường. Đây là những chiến sĩ cảnh sát biển. Họ kiên cường cứu giúp ngư dân gặp nạn, truy đuổi cướp biển, bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương. Đó là nhiệm vụ chiến đấu, mệnh lệnh từ trái tim, quyết tâm giữ vững sự bình yên nơi đầu sóng. Các anh đang nêu cao tấm gương anh dũng, lòng quả cảm tuyệt vời của những chiến sĩ cảnh sát biển Việt Nam. Còn đây là những chiến sĩ cảnh sát hình sự. Công việc của họ thường xuyên đối mặt với nguy hiểm. Đó là những lúc truy bắt tội phạm có vũ khí, là cuộc chiến chống tội phạm ma túy nơi biên giới cam go, khốc liệt. Nhưng các anh vẫn mưu trí, dũng cảm đấu tranh, sẵn sàng đương đầu với hiểm nguy để bảo vệ cuộc sống thanh bình cho chúng ta. Và đây là những chiến sĩ áo trắng đang nêu cao tinh thần dũng cảm, sự hy sinh cao cả trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19. Như bao cuộc chiến trong lịch sử đấu tranh vệ quốc hào hùng của dân tộc, toàn dân cùng một ý chí chống dịch như chống giặc, đội ngũ y bác sĩ đang xung kích đi đầu, vô cùng gian khó, đối mặt với hiểm nguy, ngày đêm bảo vệ tính mạng cho đồng bào. Những chiến sĩ áo trắng của dân tộc Việt Nam anh hùng, những con người quả cảm ở tuyến đầu chống dịch đang gác lại nỗi nhớ gia đình, vẫn nêu cao ý chí, bản lĩnh kiên cường, ngày đêm chăm sóc, động viên bệnh nhân, chuyên tâm tận tụy với công việc chữa bệnh cứu người. Họ chính là những chiến binh quả cảm giữa đời thường. Các con yêu quý, những con người như bác sĩ Ly chắc chắn sẽ để lại trong mỗi chúng ta một hình tượng đẹp về sự nhân từ và lòng quả cảm. Cuộc sống luôn đầy những khó khăn và thử thách. Mỗi khi phải đối mặt với những tình huống hiểm nguy không mong muốn, các con hãy tự nhủ chính mình: can đảm lên, vì can đảm là cội nguồn của sức mạnh. Cô hy vọng rằng các con sẽ tìm đọc một số những tác phẩm nổi tiếng của tác giả Stevenson như Đảo Dấu Vàng, Mũi Tên Đen, Hành Trình của Robert Louis Stevenson, Bắt Cóc hay Bác sĩ J.Q. và Ông Hai. Sau buổi họp này,
Các con có thể luyện đọc thật hay một đoạn trong bài mà các con thích và chuẩn bị bài tập đọc sau, bài thơ về tiểu đội xe không kính. Tiết học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Cô Thủy chào tạm biệt các con. Hẹn gặp lại các con ở những bài giảng sau.